1, 2, 6, 7 lên. Đây, chào mừng tất cả các bác đã cùng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay thì bên em sẽ chính thức lên cho bác được một vài cái con vàng. Hôm nay cũng có khoảng tầm chục con các bác nhá. Không có nhiều, mọi lần thì các em về được số lượng rất lớn nhưng hôm nay chỉ có chục con thôi. Vang cơ GAFX99Z, một cái dòng vang mà bên em bán rất nhiều cho bác rồi, đúng không? Nhà em bán rất nhiều cái dòng vang này cho các bác rồi. Hôm nay em làm video giới thiệu lại cho bác một chút và sau cái đấy là báo giá lại cho bác. Đặc biệt là hôm nay thì giá sẽ tốt hơn mọi lần rất nhiều. Bởi vì ngày hôm nay là bên em thanh lý của công ty, giá sẽ tốt hơn mọi lần rất nhiều. Em nhập được rẻ hơn thì em sẽ bán cho các bác rẻ hơn các bác nhá. Được chưa? Rồi vào video luôn. Đây là GAFX99S, một dòng vang cơ các bác nhá. Có đầy đủ các cổng chơi ăn chơi này, cổng quang Bluetooth, rồi hai đường in vào, cắm mic đằng sau, ao chính, đường sup, đường center. Nói chung là đầy đủ các thông dụng. Và đặc biệt là con này sử dụng EchoCap. Con này sử dụng EchoCap rất hay. Đây, sử dụng EchoCap rất hay các bác nhá. Ba phím chức năng cơ bản tăng giảm bình thường. Thấy chưa? Các bác hoàn toàn có thể chỉnh được bằng tay ở con vang này, bởi vì con vang này thì hoàn toàn chỉnh bằng cơ hết. Thấy chưa? Hoàn toàn chỉnh bằng cơ hết, không có dây dưa đến số cả. Cho nên các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh được theo cái sở thích của mình nhá. Thấy chưa? Và vào video ngày hôm nay thì em sẽ alo tiếng mic và sau cái đấy em sẽ thử test cho các bác và báo giá luôn để cho các bác cùng nghe này. Rồi, hiện tại em sẽ cho các bác nghe cái tiếng nhạc trước nhá. Đây. Chết rất ok các bác nhá. Con này bát chết khá là ok các bác nhá. Tiếng nhạc rất sạch sẽ. Rồi ok các bác nhá. Rồi con vang này thì các bác hoàn toàn đây, nếu các bác nghe nhạc các bác có thể tự chỉnh được music tông của nó này, bát trung chết này. Thấy chưa? Ở đây là mod của nó là tín hiệu đồ vào, các bác hoàn toàn có thể chia được tín hiệu đồ vào. Ở đây chúng ta có 2, 4, 5 tín hiệu đồ vào tất cả nhé. Và em đang cắm tín hiệu nhạc là AUX2. Được chưa? Và mic đây, các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh được mic, bát chết của mic đây. Hiện tại em đang test cái chiếc mic dây này nha các bác nhá. Mic dây nhà em chỉ cung cấp cho các bác với giá là 250.000 thôi và nhà em vẫn còn hàng cung cấp cho các bác với dòng mic dây này luôn. Lên 6 7 lên 1 2 6 7 lên. Được chưa? Bát chết các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh được bằng tay luôn. Đấy, bây giờ em sẽ lên echo này. Con này echo rất hay bởi vì nó sử dụng echo kép. Lên 6 7 lên. Quá hay đúng không ạ? Vánh delay luôn. Rồi, phần echo này chúng ta có delay repeat, bass trung chết của cái delay này thì các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh theo sở thích của mình được luôn nhá. Em báo giá luôn, không để các bác phải chờ đợi lâu. Hiện tại cái dòng vang này đợt này nhà em về có chục con, không có nhiều. Và em mua được giá rẻ thì em bán giá rẻ cho các bác, chỉ có 1.650.000 một con thôi. 1.650.000 một con. Bên em sẽ bao ship cho bác, tặng cho bác dây giáp phụ kiện đầy đủ nhá. Tặng cho các bác dây giáp phụ kiện đầy đủ, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Thấy chưa? Nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em với cái dòng vàng này. Đấy, 1.650.000 một con. Đây là cái giá rất tốt mà bên Quân Audio ngày hôm nay ra cho các bác. Rồi em sẽ thử test một chút các bác nhá. Em sẽ test cái một chút karaoke để cho các bác cùng nghe tham khảo. Thực sự là các bác bỏ ra cái số tiền 1.650.000 để làm cái gì cho cái hệ thống âm thanh nhà mình nó hay hơn thì đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là ok cho bác. Trong tầm tiền hàng này được bảo hành 1 năm cho bác yên tâm sử dụng nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Ok, bây giờ sẽ thử test cho bác một chút cái nhạc karaoke đúng không, xem nghe. Em mới có phần ngoài trời đang mưa, em mới có phần trời đã sáng đường. Mùa đông xa bắc anh đang chờ, mùa đông ngày ngân anh đang tìm mộng ao cưới cho em. Ôi hay mắt ngọc lại buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét son môi kia phai mờ, dù cho mặt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng vội vàng
Ok, em thì test qua một chút cho các bác cùng tham khảo với cái dòng vang này để thử các bác nghe thử cái chất âm, âm thanh của nhạc cũng như là của mic, của vang, của cái con vang cơ ZA-FX99 nhá. Cái dòng này là dòng vang mới được bảo hành 1 năm các bác nhá, nguyên thùng nguyên hộp luôn. Và cái giá ngày hôm nay thì sẽ là 1.650.000 đúng không bác? Ưu tiên cho các bác nhá, chỉ có 10 con duy nhất, không có nhiều. Và anh em sẽ trực tiếp là bao ship này, rồi tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện luôn để cho các bác cùng đặt hàng, cùng chơi với cái sản phẩm vang Zia này. Một dòng vang rất là dễ chỉnh và cũng rất là hay trong cái tầm giá mà em đưa ra cho các bác ngày hôm nay nhá. Thực sự rất hay và đầy đủ cổng ăn chơi luôn cho các bác khỏi lo phải sợ rằng là gì cả, bởi vì hàng này là được bảo hành trong vòng 1 năm. Các bác hết sức yên tâm và sử dụng, không phải suy nghĩ gì các bác nhá. Rồi mọi chi tiết các bác đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại là 0982838695. Hoặc là các bác để nhắn tin Zalo cho em nhá, hoặc để lại số điện thoại ở trên bài viết, bên em sẽ trực tiếp liên hệ cho các bác để các bác đặt hàng với những con vàng này. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.